Ngày 6 tháng 1, đồn biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, liên tiếp trong mấy ngày qua phát hiện 21 gói ni lông nặng 21 kg chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy giặt vào bờ biển Côn Đảo. Cụ thể, sáng ngày 5 tháng 1, trong quá trình đi thu gom rác thải làm sạch bờ biển tại khu vực Bãi Vông, huyện Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Đảnh, trú khu dân cư số 1, huyện Côn Đảo, phát hiện một gói ni lông màu xanh, giống gói trà, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài nằm ở mép nước. Ông Đảnh đã đến trạm kiểm soát biên phòng Cỏ Ống, đồn biên phòng Côn Đảo, trình báo vụ việc. Gói này nặng khoảng 1 kg và nghi là chứa ma túy bên trong. Trước đó, ngày 30 tháng 12 năm 2021, tổ công tác của đồn biên phòng Côn Đảo và một người dân phát hiện một bao tải màu trắng có in chữ nước ngoài. Bộ đội biên phòng đã mở bao tải kiểm tra trước sự chứng kiến của người dân thì phát hiện bên trong bao tải có 20 gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài, trong đó có một gói bị vỡ, bên trong có chứa tinh thể trong suốt, nghi là ma túy. Hiện số chất tinh thể trong suốt trên đã được niêm phong và đưa về bờ để giám định.